Chào quý cô bác và ông bà anh chị em ạ. Nay Khánh đang là chuẩn bị những phần quà này để chuẩn bị mang đi giúp đỡ những người khó khăn lúc Covid. Đây là anh tài xế Quang đây. Em vừa chất đồ xong 30 phần quà của cậu em của gia đình ở bên Mỹ. Này là Khánh mang 30 phần quà này qua ấp Đông Kim thuộc giáo xứ Kim Thượng. Khánh nghe nói là ở nơi đó có nhiều hộ gia đình khó khăn đấy. Rồi Khánh liên hệ với ông Trùm này, được ông Trùm giới thiệu lọc cho mình 30 hộ khó khăn nhất, thì mình để mình đến mình trao quà, mình giúp đỡ họ trước mùa Covid này. Đây là những phần quà của cậu em của Khánh. Em của Khánh thì ở bên nước ngoài thì cũng chưa tới mới 30 tuổi thôi, nhưng mà cậu làm ăn cũng có, thì cậu cũng gửi về nhờ vợ chồng Khánh giúp đỡ một số người nghèo. Thì bởi vì người trong gia đình cho nên là Khánh cũng chia làm mấy lứa phần ấy. Phần thì giúp sư tí, rồi phần thì giúp khu xóm tí, rồi phần quà này thì Khánh đang phân vân giữa chuyện là lên giáo xứ Bạch Lâm hay là lên giáo xứ Kim Thượng. Nhưng mà thôi thì trước mắt là Khánh sẽ mang 30 phần quà này đến giáo xứ Kim Thượng trước. Giáo xứ Kim Thượng thì nơi mà lần trước cũng có mấy người Bạc Liêu người ta ở chỗ ao khoai đấy. Em có quay một clip về nó rồi đấy. Thực sự thì mấy ngày nay thì Khánh cũng không được vui mấy, hơi buồn. Bởi vì đợt này thì Covid nó lại cứ nổ ra như vậy ấy. Hôm bữa Khánh đi giáo xứ Kim Thượng thì nó cũng nổ ra rồi. Giáo xứ Phúc Nhạc đây cũng lại có mấy ca mới nữa, cho nên là vấn đề kiểm soát của xã này với xã kia thì nó cũng khó khăn lắm. Xin đi đây đi đó rất là khó khăn, không phải là dễ, bởi vì các cái ca Covid trong cộng đồng nó còn, rồi nó cũng cứ nổ ra lai rai đây đó vậy. Mình đi thì nó có thể nguy hiểm cả cho mình, nhưng mà ngược lại cũng sợ mình nhiễm rồi mình gây nguy hiểm cho người ta nữa. Rồi chưa kể mình xin giấy phép đi lại cũng rất là khó luôn, cho nên là cũng hơi buồn. Rồi chưa kể là ở nhà thì cũng có nhiều người nhắn tin họ xin ấy, họ cứ xin giúp đỡ chỗ này, xin giúp đỡ khó khăn kiểu này, rồi người khác lại xin giúp đỡ khó khăn kiểu khác ấy, là mình cũng rất là nhức đầu. Phân vân là giữa người cần, người không cần. Rồi đây ông Đức à. Dạ, vâng, cảm ơn ông. Vâng. Giữa người cần với người không cần, rồi chưa kể là mình trao quà lặt vặt chỗ này người, chỗ kia người như vậy ấy, thì mình cũng khó làm clip để mình báo các mạnh thường quân lắm. Cho nên là nói chung là nó cũng rắc rối, cũng nhức đầu. Vậy hả con? Cho nên là thực sự ra là Khánh cũng rất là khó khăn trong đi lại, cho nên là cũng hơi buồn. Đây là Khánh qua xã xứ Kim Thượng, đây là hiện nay đang là vùng đỏ, cho nên sự kiểm soát rất là chặt. Vùng đỏ tức là nơi mà hiện nay các cái giáo xứ ở vùng hạt Gia Kiệm, thì có giáo xứ Kim Thượng thuộc xã Gia Kiệm, đây là vùng hiện nay Covid đang là nóng nhất, cho nên đi vào cũng khá nguy hiểm. Đây là tụi em đang có mặt ở gần cái chỗ mà những người đây họ đang đây này. Những người ở Bạc Liêu lên đây ở cái chỗ cái chuồng vịt ấy, ở gần giáo xứ ao khoai ấy. Em cũng vừa hỏi thăm ông Trùm thì em cũng nghe nói người ta cũng được giúp đỡ nhiều. Hôm nay thì 30 phần quà này thì các ông Trùm sắp xếp, cho nên là không có những gia đình đó. Đây em đang đi tiếp vào đây, tụi em chuyển qua Honda mấy phần này, nghe nói họ cũng ở trong sâu khó khăn, cho nên là tụi em sẽ đi vào đây trước. Có 3 phần quà, hai ông Trùm đang dẫn tụi em đi. Bác ơi, thôi con có phần quà này của cái em trai ở bên Mỹ ấy. Em gửi biếu bác tí lúc khó khăn vậy bác nhá. Vâng, thôi bác chúc phúc cho họ mạnh khỏe, rồi làm phát tài nhá. Vâng, đây con chào bác nhá. Vâng, bác ở trong đây với ai bác? À, cả gia đình luôn. À vâng, rồi con cảm ơn bác nhá. À, ở nhà vậy ạ con. À vâng, thôi chúc bác sức khỏe nhá. Vâng, con chào bác. Cố gắng giữ gìn, chống dịch tốt. Vâng. Đây bên tay trái em là vườn bưởi này. Thấy có cháu kia vừa thu được mà một đống bưởi cũng đẹp lắm, mà không có thời gian để quay phim các bác ạ.
cung đường thì khá đẹp. Gia đình là anh chị ơi, là em có món quà này của em trai cậu em của em ấy. Cậu bên Mỹ cậu nói em giúp mấy người khó khăn đây. Thôi anh chị nhận này, cũng chúc mừng, chúc phúc cho người ta mạnh khỏe bình an, người ta làm ăn phát tài. Dạ. Chúc gia đình mình bình an nhé. Vâng. Cảm ơn các anh sát nhá, với lại được khỏe mạnh và được bình an nhá. Vâng. Cứ vậy mà tiếp tục là những người khó khăn nhá. Vâng vâng, em cảm ơn. Vâng vâng. Đấy. Đây hàng chùm. Hàng chùm đẹp trai quá này. Đây tụi em đang qua một cái chốt kiểm soát. Các bác thấy những cung đường ở đây nhìn chung là khá đẹp, người ta trồng những cái cây hoa bên đường này, đấy tới mùa nó nở hoa vàng cũng đẹp lắm. Rồi, cung đường cũng khá chặt chẽ. Đây là em đang có mặt ở con đường Rong Biêu Điện, thuộc về giáo sư Kim Thương, đi sau vi về ngược về phía sau lưng em thì vào giáo sư Tinh Nghĩa rồi xã Xuân Thiện để có thể qua suối Nho được. Đây em có cái cả vào ngay cái hẻm ngay đây, mang giúp vào đây một phần quà phía này. Như vậy là đây em thấy đây là phía trước của nhà thờ Ao Khoai này. Phía trước quý vị này đang hình thành rồi. Nơi mà có mấy người Bạc Liêu hôm bữa em đến đấy, khá đẹp. Đây là mặt trước. Bác ơi, cho có tí quà của chú em cháu bên Mỹ, chú gửi về giúp người khó khăn đây, biếu bác tí rồi bác nha. Dạ. Rồi chúc bác sức khỏe nhá, với lại bình an nhá. Vâng, rồi thưa bác nhận đi nhá. Rồi, cảm ơn bác. Đây là em mang phần quà đến cho giúp bà cố, có thầy đang là đi tu á cả. Vâng, Phong bảo lên. Rồi Phong xịt cái đi ăn cho an toàn. Chị ơi, tụi em có món quà này của cậu em của em ấy ở bên Mỹ ấy, cậu gửi về nhờ em giúp khó khăn thì thôi, em thấy các ông chủ giới thiệu đến giúp chị nhá. Thôi chị cầu bình an cho Mạnh Thường Quân chị nhá. Rồi, thầy có mấy lốc sữa cho mấy bé chứ. Nay không mang được nhiều. Thấy đông người nít chưa? Khoan tay cảm ơn đi các con. Giỏi luôn. Vậy nhá. Rồi thôi em cảm ơn chị. Rồi chào mọi người. Rồi thôi con có tí quà của một Mạnh Thường Quân bên nước ngoài biếu bà vậy nhá. Các ông chùm giới thiệu thì bà khó khăn thì thôi con biếu tí quà vậy bà nhá. Cô ơi, cho có tí quà của Mạnh Thường Quân họ biếu cô vậy nhá. Nghe nói cô khó khăn thì cho biếu cô vậy cô nhá. Vâng. Vâng. Rồi, thầy chúc cô sức khỏe vậy cô nhá. Hy vọng có dịp gặp lại cô nhá. Vâng, cảm ơn cô nhiều ạ. Vâng, thầy chưa đi nhá. Hôm nay em cũng lại rất là vui là vừa giờ đến cô thì cô nhận ra em. Cô nhận ra Khánh trong hay làm YouTube của nhà cô buồn cô hay coi ạ. Bây giờ em đi đâu thì có nhiều ký cô bác là vì nghe tiếng em là nhận ra kênh của em, nhưng mà chưa biết mặt nghe tiếng rồi là nhận ra rồi. Đấy cũng là cái niềm vui cho bên bọn em ạ. Thấy hàng chùm đi nắng chẳng áo khoác gì mà vẫn đẹp trai. Anh ơi, em có cái quà này là của cậu em ở bên Mỹ ấy. Cậu gửi về thôi giúp anh tí lúc khó khăn nhá. Anh chúc phúc cho các cái Mạnh Thường Quân để họ khỏe mạnh để họ làm ăn phát tài anh nhá. Đây, tụi em đi ngang qua con đường về phía Phúc nhà. Đây có đất thánh đài thánh An Tôn này. Rồi con đường đây là đường song hành luôn này. Em đang có mặt ở Rong Biêu Điện, sắp sửa em đang ngoài trung tâm rồi. Và Rong Biêu Điện Kim Thượng đây thì thuộc xã Gia Kiệm thì cũng đang là những cái điểm nóng về Covid đấy ạ. Nên tụi em đi ráng giữ khoảng cách tối đa. Một xứ lớn như là xứ Kim Thượng thì cũng giống như Phúc Nhạc hay Gia Yên hay Bạch Lâm hay Quý Bác thì lượng người dân họ nhiều lắm. Thế gần 10.000 giáo dân cơ, rồi khoảng 5.000 hộ cơ, cho nên nói về đi về người nghèo khó thôi cũng nhiều lắm. Mấy trăm phần vẫn chưa đủ ấy, cho nên là tụi em thì mang chút quần quà của cậu em vậy thì thôi giúp đỡ được gia đình nào thì giúp đỡ vậy thôi, thì gọi là có tấm lòng an ủi rồi cúng cầu chúc cho nhau vậy. Người khó thì cũng đỡ được tí, rồi người có điều kiện thì cũng giúp tí để
cho cái lòng nó thanh thản, thoải mái, rồi cũng được mọi người học cầu nguyện cho mình mạnh khỏe, bình an, rồi có thể nói là công việc làm ăn nó trôi chảy vậy. Đây, tụi em lại vô cái hẻm ở trong này. Đã lâu rồi, coi như 3 tháng này rồi, hôm nay em mới được vào trong bưu điện này. Ngày trước thì cũng hay đi lắm, nhưng mà từ hồi Covid nó xuất hiện thì không phải lúc nào mình có điều kiện mình muốn đi đâu mình đi. Đây là trong bưu điện, đã 3 tháng nay rồi, hôm nay em mới trở lại đó. Đây là một cái hẻm thôi ạ. Em vô một cái hẻm ở trong bưu điện thôi. Quý bác thấy một cái khu xóm nhỏ nhỏ trong một cái hẻm thôi. Trong hẻm rồi nó lại có nhiều ngã khác nữa. Rồi em xịt cái chưa? Xịt cái đi xong rồi. À, cô ơi, cháu có tí quà của cậu em ở bên Mỹ ấy, cậu gửi về giúp người khó khăn này cho biếu cô vậy nhá. Vâng, thế chúc cô sức khỏe vậy cô nhá. Cô giữ cô đau chân à? À tay biến à? À. Ồ vậy nhiều quá, vậy cô ráng giữ khoảng cách cô nhá, giữ để khỏi bị nhiễm bệnh cô nhá. Thôi chúc cô sức khỏe cho đi đây ạ. Dạ, vâng, dạ. Đây, Từ Khánh lại tiếp tục vào sâu trong cái hẻm hơn. Mà sự kiện gần đây thì em thấy những cái hẻm nhỏ nhỏ như vậy cũng khá nhiều. Đây ông trùm này. Ở đây ông ơi. À chỗ này không? Vâng. Đây em có tí quà của Mạnh Thường Quân bên nước ngoài, họ nhờ em gửi những người gia đình khó khăn đấy. Thôi em có tí biếu gia đình cô chú vậy nhá. Vâng. Đây, nghe nói nhà chị khó khăn nuôi 5-6 đứa con kìa. À vậy mà trước chị đi bán vé số hay ăn đi? À hai vợ chồng bán vé số luôn á. À thôi à mình vợ thôi. À thôi anh có tí quà này của cậu em ở bên Mỹ ấy, à, giúp gia đình em tí vậy nhá. Rồi, xong rồi cho cháu lốc sữa ở trong này luôn em ạ. Rồi thôi chúc em sức khỏe với bình an nhá. Rồi anh cảm ơn. Đấy anh ở đây nuôi mẹ già cơ. Vâng, thôi em có tí quà của cậu em ở bên Mỹ ấy. Cậu gửi về nhà em giúp người khó khăn thì biết các ông chùm giới thiệu em mang biếu ăn tí nhá. Vâng, thôi anh chúc may mắn cho các bạn Thường Quân nhá. Vâng, thôi em chào anh. Vâng. Vâng, thôi anh giữ sức khỏe nhá, để đề phòng Covid anh ạ. Vâng. Đây em đến chị ơi. Vâng, chị nghe nói ăn mất mới mất à chị? À vậy chị nuôi mấy cháu luôn à cơ? Được 5 cháu. 5 cháu luôn cả. À vậy chị cũng khó khăn chưa? Em có phần quà này là của một em trai ấy. Em ở bên Mỹ, em trai của em ấy, em gửi về nhờ biếu người khó khăn để biếu chị tí vậy chứ. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, chị chúc sức khỏe cho các mạnh thường quân nhá. Vâng. Cảm ơn các mạnh thường quân. Vâng. Vậy mùa này chị có việc gì làm không? Từ hôm mùng 1 tháng 7 tới giờ này mẹ con ở nhà hết. À, vậy. Bình thường chị đi làm gì? Đi làm trong sưởng điều. À, điều à. À, thôi em có thêm 200 biếu chị này nhá. Thôi em bớt ra tí thì biếu thêm cho chị tí nhá. Vâng. Dạ. Phải công nhận là con đường từ Kim Thượng qua Phát Hải, Võ Dõng gì nó nhiều cái hẻm. Vừa giờ em thấy có gia đình chị đấy cùng chồng mất rồi, cũng nuôi 5-6 đứa con vậy mà mấy này cũng thất nghiệp hết rồi, cũng khá giống cái hoàn cảnh ở Gia Yên của em có. Đây, em có cái phần quà này của cái cậu tên Đoàn là cậu em của em ấy. Cậu bên Mỹ cậu gửi những người khó khăn thì biếu chị vậy đó, nghe ông chùm giới thiệu đó. Qua đây là cái cầu suối rồi, cũng cảnh cũng khá đẹp. Cầu suối ở trong bưu điện rồi. Giờ thì em đang ra phía ngoài khu dân cư gần hơn. Đây ông chủ giới thiệu, đây có gia đình là bố thì bị tai biến này, con thì đi chạy thận suốt, khó khăn lắm. Và cứ tuần chạy thận 3 lần luôn, nan y luôn, khổ lắm. À cái này con có cậu em ở bên Mỹ ấy, cậu gửi con nhờ giúp người khó khăn. Thì ông chủ ông dẫn con đến đây, con biết ông khó khăn thì thôi con biết ông thích quà vậy ông nhá. Vâng, dạ vâng, thôi chúc ông sức khỏe vậy ông nhá. Ai đi chạy thận mấy lần không? Con bao nhiêu tuổi mà bị ạ? Đây ông này, tí ông rửa tay đi ông nhá. Ông rửa tay đi thôi, có Covid ông nhá. Con biếu thêm ông tí ông nhá. À, ông nhớ rửa tay đi ạ. Vâng. Rồi thôi con chào ông đi ông nhá. Vâng, dạ. À. Tiệm cắt tóc là nghi lắm, tại bên Chú Đá cũng bị cô cắt tóc rồi. Thì vậy vẫn bị à, bên Chú Đá vẫn bị mà. Đâu có mở tiệm. À. À.
Đây bác ơi, anh có tí quà của chú em, cậu em có ở bến nước ngoài, cũng nhờ con đi biếu mấy người khó khăn đấy. Con đến con biếu bà tí vậy nhá. À bà cũng bị ở cổ đấy, bà cũng bị mổ ở cổ rồi cơ. Và không nói được. Thôi con chúc bà sức khỏe và bà ra và cẩn thận nhá. Và con chào bà đây ạ. Và dạ. Thế cháu bán hàng có đắt hàng không? À cũng được mà, tới 9 giờ là hết rồi nhỉ. Hết giờ đi chợ nhỉ. Rồi thôi chúc các cháu bán hàng đắt hàng với an toàn nhá. À, tại giờ Covid nó nổ lắm. Rồi, các ông chùm lại đi đâu mất rồi. Em thì vừa quay mấy cô bán hàng tí. À, dạ. Mấy các ông chùm kẹo lối nào? À, đây rồi, phía ông đang đợi em ở đây. Đây là cái hẻm, đây là tượng đài Đức Mẹ này. Đây, có cái hẻm này. Sắp sửa ra tới đường quốc lộ rồi này. Đây, kẹo qua trong này là gần tới khu vực trường Monica lắm rồi. Nếu tí có điều kiện thì em cũng quay lại cái trường Monica tí cho quý cô bác ở xa mình biết trường Monica ngày xưa bây giờ nó như thế nào ạ. Đây cái dòng này có thể bằng xuống lối đền Vicente được. Ông trường mong biết bà khó khăn thì ông nhờ giờ còn dẫn biếu bà vậy bà ra. Thôi bà giữ sức khỏe vậy bà ra. À cứ đi tuần 3 lần. Tuần 3 lần là lên là phải test Covid. Tuần 3 lần H640, không nằm trên đó luôn. À. Từ trong nhà dòng ra cổng là phải test, xong vào mới chạy thận được. À. Ngày lại về nhà dòng, cách ngày chạy ngày. Cách vậy đấy, một tháng hết cả. Nhưng một tháng khoảng 10 triệu. 10 triệu tiền thuốc. Tiền test không cung, tiền test Covid không. Trời ơi, ok vậy không? Còn tiền ăn uống thuốc men là không có thích. Vậy không? Phải không được nằm trong bệnh viện à? Bệnh viện thì không. Lại... À, vâng. Nằm ở trong nhà dòng. À, các vậy. Thầy giúp đỡ nằm đấy rồi. Vâng. Sáng ra nữa ra xuyên chết. Vâng, ồ, vậy. Đấy, khi bác nghe nói là chạy thận mà hai người là một tháng không là hết tới 10 triệu tiền test Covid để vào bệnh viện mà. Vâng. Vâng, bà ơi, con có tí quà của cái em trai ở bên nước ngoài, em nhờ con biếu người khó khăn đấy, con biếu bà tí vậy nhá. Vậy con nghe nói nhà bà có mấy người chạy thận luôn đó con. Phải một người đi à, theo. À vậy à con. Tức là hai người. À vậy đó con. Bây giờ Covid cô trước bây giờ cứ phải chích ngừa, cứ phải test vào. Vâng. Và cũng phải test rồi, và cũng phải kéo mù mắt luôn rồi. Vâng. Nhiều tiền lắm ạ. Vâng, khổ vậy. Vâng, thôi con nói ấy vậy rồi mai kia có Mạnh Thường Quân là giúp đỡ thì con sẽ quay lại con giúp thêm bà nhá. À, vâng. Hôm nay có tí quà. Vâng, hôm nay con có tí quà vậy. Vì con biếu bà 200 bà nhá. Con biếu bà tí quà ở mua bán gì đấy bà ăn đỡ buồn vậy nhá. Vâng, và, cảm ơn. Vâng. Vâng. Dạ. Đây nhà này ông hay nhà kia ông? À không phải nhà này. Đây ông chùm vào nhà bên này. Dạ. Bà ơi, con có tí quà của một người em bên nước ngoài em gửi về biếu mấy người khó khăn thì con biếu bà tí vậy bà chứ? Vâng. Thôi con thấy ở đây nhiều người khó khăn quá, để hy vọng có dịp khác con quay lại thêm bà chứ? Thôi con chúc bà sức khỏe vậy bà chứ? Vâng. Em này em trai của anh đấy. À. Nhận dùm cho anh nhá. Rồi. Rồi vậy nhá, rồi chào em. À. Khu đài thắng Vicente này. Chắc là trong cái cô bác cũng nhiều người biết này. Đài thắng cũng... có khá lâu rồi nhưng mà càng ngày càng khang trang càng đẹp lên. Con ghé vào đây chào ông Thánh một cái này. Rồi, ông Thánh phù hộ cho mọi người. Rồi mình sẽ đi, con đi lối này ra luôn. Nay đi Kim Thượng thì cũng đã giống khá giống như em nghĩ là Kim Thượng với Bạch Lâm là hai nơi hai xứ còn nhiều người khó khăn. Nay đến đây em thấy nhiều gia đình ốm đau rồi chạy thận tốn tiền quá. Dạ anh ơi, có nghe nói anh khó khăn thì thôi em có món quà của cậu em ở bên Mỹ ấy. Cậu nhờ em giúp đỡ mấy người khó khăn vậy nhá. Rồi em nhận đi đây, em chúc phúc cho mấy Mạnh Thường Quân, cho họ mạnh khỏe, họ công việc họ trôi chảy nhá. À, và đây tụi em lại vào một cái hẻm này. Nó vẫn là đường trong bưu điện kẹo dô này. Thế bảo hẻm này để dô chỗ đè an tôn. Hiện nay là do các ca Covid ở vùng Gia Kiệm em thì có thể nói nó chẳng có giảm, nó cứ lâu lâu nó nổ ra chỗ này chỗ kia vậy, cho nên so với từ hồi đầu dịch đến giờ là nó cũng chẳng giảm.
nên cái sự kiểm soát hay là các cái vấn đề khác về cuộc sống thì nó cũng vẫn phải thắt chặt hơn trước nữa, chứ nó không có được nới như trước đâu. Chúng em cũng đang có niềm hy vọng tháng 9 may mắn thì có thể Covid nó giảm đi để mọi người có cuộc sống đỡ hơn. Khi em đi thì em thấy ở khu vực này cũng còn nhiều người khó khăn lắm, mình giúp được phần vậy thôi, nhưng mà em thấy khu vực xứ Kim Thượng bên phía Đông Kim đây, rồi em nghĩ là xứ Bạch Lâm nữa cũng nhiều người khó khăn lắm. Hôm nay em đi phát phần quà này là phần quà của cậu em ruột của vợ em. Cậu ở bên Mỹ đây, cậu làm ăn thì cậu cũng ráng dằn dụm, cũng gửi về một số tiền cũng không phải là nhỏ đâu. Nhưng mà thôi, tụi em chia mỗi nơi thí, khu xóm rồi giáo xứ rồi Kim Thượng đây, rồi có thể mai kem lại đi thêm chỗ khác nữa, mỗi thứ tí vậy. Cũng cảm ơn cậu đoàn rất là nhiều, cậu đoàn đã có lòng còn đang trẻ, mới có chưa tới 30 mà cậu đã có lòng giúp đỡ những người khó khăn ở Việt Nam rồi. Chắc em ăn cũng thay mặt gia đình cảm ơn cậu, rồi những người nghèo khó cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Chúc cậu luôn sức khỏe, rồi nhiều may mắn, rồi thành công trong công việc. Đây, quý bác này, có bà cô đang ở đây mà nhà khóa cổng kín luôn, gọi hơi khó mà không có cách để đưa vô luôn. Vâng, tôi đưa đại bên hông cho bà cũng được. Lúc nào bà nhận, bà nhận. Vâng, em biết rồi. Đây, bà đâu ta? Bà ơi, con có tí quà gửi biếu bà nhá. Bên này để vậy cũng nguy hiểm quá, sợ rắn rết. Rồi, đưa cho tôi. À, vâng. Sao lại xúc động vậy? Có gì đâu, vâng. Thôi, giữ sức khỏe cô chứ. Vâng. Vâng, cô giữ sức khỏe rồi, chúc cô bình an. Vâng, rồi, chúc cô sức khỏe chứ. Bắt tay á, sợ Covid. Đang Covid. Thôi, đang Covid. Thôi, Phong rồi xịt cái anh coi nè. À, Phong bắt tay cô. Bắt tay, cảm ơn nhé. Vâng, chúc cô sức khỏe nhá. Vâng, vâng. Thôi, chào cô nhá, cô giữ sức khỏe cô nhá. Vâng, dạ. Đấy, khi bác thấy ở trong nhà chung quanh cỏ rậm vầy mà nhà khóa cổng cao luôn, ra vào cũng khó luôn, không biết tại sao. Cô ơi, nghe nói gia đình cô khó khăn này, cho có tí quà của cái em bên Mỹ em gửi về biếu cô vậy nhá. Chúc cô sức khỏe với cô nhá. Vâng. À thôi, anh biết được ông trùm giới thiệu ấy, đến biếu em tí quà vậy em nhá. À đây là của cái em tên Đoàn ở bên Mỹ em giúp đỡ em nhá. Thôi hết được thì em chúc phúc cho anh để anh mạnh khỏe nhá. May đây có được lốc sữa này cho mấy cháu. Rồi chào đây. Cảm ơn đi con giỏi này. Rồi xấu hổ. Thôi chúc em mạnh khỏe nhá, gia đình Việt Nam. Bà ơi, con có tí quà của chú em bên nước ngoài, chú nhờ con giúp đỡ người khó khăn thì con có con biếu bà tí vậy nhá. Vâng, rồi con chào bà đây ạ. Chúc bà sức khỏe. Dạ vâng. Vâng, con chào bà. Vâng, đúng rồi. Vâng, con cảm ơn bà. Có dịp nào hy vọng là sau này con quay lại bà nhá. Vâng, dạ. Dạ. Đây. Em đang có mặt chỗ nhà nguyện Thánh An Tôn này. Chỗ này nó giáp với Phúc Nhạc này, trên con đường Song Hành này. Thế này người ta cũng ngăn luôn con đường qua lại giữa Phúc Nhạc với xã Gia Kiệm rồi, xã Tân Ba với xã Gia Kiệm rồi. Đấy. Và cái dòng bên Hồng Đài đây. Trước đây con đường đây cũng là đường đất, nó khó khăn lắm, nhưng mà bây giờ em thấy cũng đổ bê tông ngon lành rồi. Thôi, anh có tí quà của một chú em ở bên Mỹ ấy, em ăn. Em gửi biếu người khó khăn thì theo ông trùm giới thiệu gia đình em đông con khó khăn thì biếu em chứ. À đây, trời, có mấy bác sĩ đau kiếng kia luôn. Rồi, thôi chúc gia đình em sức khỏe với bình an nhá. Dạ, em cảm ơn. Rồi, em chào đây. Vừa rồi tụi em có đi ngang qua cái tụ điểm, cái điểm cách ly do có ca Covid ấy. Nhưng mà mình biết là có ca Covid rồi, ca F0 dương tính rồi ấy, thì mình biết rồi thì còn đỡ, mình còn biết được mình né. Nhưng mà vấn đề của tụi em là sợ nhất là đi cái chỗ mà đang có ca dương tính nhưng mà chưa bị phát hiện ấy, họ tiếp xúc gần thì mình mới sợ. Nhưng em thấy hôm bữa ở Kim Thượng hay Phúc Nhạc cũng vậy ấy, em đi là lúc đó chưa có phát hiện ra người ta đã bị rồi, nhưng mà chưa phát hiện ra thì tụi em lúc đấy tụi em mới sợ.
Đây có ba gia đình ở đây luôn. Nhà mình ở lâu chưa? Lâu rồi con. À vâng, dạ. Đây thích, có ăn đây nữa này. Chào ăn nhá. Ăn ơi, em có món quà của cậu em ấy, cậu bên Mỹ, cậu gửi người giúp người khó khăn thì biếu ăn tí vậy ra. Cảm ơn nhé. Em ơi, anh có đây là món quà của em ruột của anh ấy. Dạ. À, bên Mỹ gửi về biếu người khó khăn thì anh nghe mấy ông chùm giới thiệu thì anh đến biếu em nha. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ. Cảm ơn rất kể mấy anh luôn. Đây, thôi biếu cô chúc quà của cậu em ở bên Mỹ, cậu gửi về giúp người khó khăn vậy chị nha. Vâng, em cảm ơn anh ở bên nước ngoài. Đúng rồi. Cảm ơn các anh đi giúp đỡ chúng em ăn nếu mùa Covid này. Vâng. Thì em cũng mong... xin Chúa ban cho các anh bên đấy và các anh luôn được hiệu mạng. Vâng. Nếu mà có như vậy nữa thì này cứu trợ chúng em nữa. Rồi, đúng rồi. Còn nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm cho nên là mong các mạnh thường quân khỏe mạnh để làm ăn phát tài ấy. Vâng. Thì người ta sẽ nhớ đến bà con mình. Vâng. Rồi, chào mọi người nhá. Chào em. Dạ. Vâng. Dạ. À vậy à chị. À vậy cũng hơi nhiều rồi đây. Ồ, vậy là hôm nay được vào rồi nhá. Đấy, vâng, thôi vâng, thế cảm ơn chị, chị coi phim ủng hộ nhá. Vâng, cảm ơn chị. Thế là thôi, anh đi suốt như vậy, anh cũng hôm qua mới coi đi, nhìn lang ngày ở đây, hai vợ chồng cứ ngồi coi xong rồi. À. Anh cứ đi suốt như vậy, mưa gió như vậy, đường trơn trua như vậy, à. Rồi thấy ai nghèo khổ cũng cho như vậy. Vâng, thì cũng nhờ các mạnh thường quân đấy chị, vâng. Họ thấy mình đi rồi, họ mới thấy hoàn cảnh khó khăn rồi, mình họ mới gửi về nhà mình giúp đỡ, đấy. Và nó từ đấy mà nó ra, vâng. Đường. Vâng, thôi chị giữ sức khỏe nhá. Đúng rồi, giờ anh khó khăn lắm. Thì vâng. Cứ ở trong này thôi, có dám đi đến đâu đâu. À, đề phòng em ạ. Tại cũng chẳng biết nó ra lúc nào đâu. Chẳng biết có lúc nào là bị nhiễm đâu cho nên cứ đề phòng. Thôi cứ chịu khó ở trong nhà là đi rồi ai biết thì em bảo cho tí nào thì biết đi đấy. À. Rồi thôi anh chào nhá. Vâng, ta tìm dạ. Vâng, dạ dạ. Vâng. Vâng. Đây thì sáng giờ thì em đi thì gặp nhiều hoàn cảnh lắm nhưng mà ở đây có anh trồng mướp để anh giới thiệu mà gia đình ở mãi trong này cũng khó khăn lắm. Ông đang dẫn tụi em đến coi sao. Quà thì hết rồi. Nếu có điều kiện thì em hỗ trợ tí người ta tí kinh tế vậy. Nhận mướp lớn lắm quý bác ạ. À, có công người ta bọc cái bọc chưa? À không biết là bán được không đúng không? Thiện nguyện hết. À này, mướp này trồng về mà ông chỉ cho thiện nguyện ăn. Vậy đó. Không bán được. À bán được chưa anh? À bây giờ đã út. À bây giờ bắt đầu là khan hiếm bắt đầu bán được rồi. Chứ trước đây là cho từ thiện hết. Dàn mướp khá lớn. Em đang đi vào nhà ở đây nghe nói khó khăn mà ăn giới thiệu mà thôi mình đáng đến ngó cái coi làm sao. À. Đúng không? Đúng. Tại nhiều người cũng khó khăn lắm cho nên em hỏi. Nó bị tật. À, nó có làm gì, nó hay mấy tuổi mà nó cứ ăn xong nó chỉ nằm vớ vẩn thôi, nó không có làm cái gì hết. Vâng. Vâng. Đang nằm trong này này, gọi à vậy á. Còn trang nó bị còn cháu nhỏ thì khỏe cháu thì. Nhỏ thì vâng. Nó cũng khỏe vậy nhưng mà hồi trước là nó sốt rồi nó không mắt nó cũng kém, nó học cũng yếu lắm. Vậy á. Vâng. 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 Đấy. Vâng. Nhà nghèo lắm đi, nhưng mà trong rừng ở vậy đấy. Vâng. Vâng. Cháu trai bị tật thì đang ngủ trong nhà. Vâng vâng, vâng. Cháu trai. Anh chị là em nghe nói người ta cho nhờ làm cái dàn mướp này kiếm tiền à? Vâng ạ. À. Vâng. Làm xong rồi đầu cái kiểu Covid ấy. Vâng. Không đi xuống ở trên trên đây nhưng không xuống được. Vâng. Thì bắt đầu là quay ra họ sang cho là làm. À. Thì đầu tiên mấy đầu tiên thì đi cắt từ thiện hết. Vâng. Vâng, đưa ra ngoài ấy, đưa ra ngoài ngoài đền ấy đi từ thiện của ai ấy cho họ. Vâng. Vậy đấy còn đây. Ấy ấy nhớ nhẹ. À bên gốc hàng tháng à. Gốc hàng tháng. Ừ. À. Đúng làm cái gì hết đấy. Vâng. Nó kiểu nó ngán cái kiểu cuộc sống xong rồi. Nó bị tập xong rồi nó bị vẹo rồi này. Vâng, thôi được rồi, thôi em giúp anh chị tí nhá. Dạ. Em giúp anh chị 300 của các mạnh thường quân bên nước ngoài. Dạ. Các anh chị ráng cầu nguyện cho các mạnh thường quân mình mạnh khỏe bình an nhá. Rồi người ta làm phát tài mai mốt ta gửi về tiếp. Vâng. Rồi ví dụ phim này ai có lòng thì mai mốt sẽ liên hệ lại giúp đỡ gia đình anh chị thêm nhá. Vâng vâng vâng. Vâng. Có sao thì là. Vâng, dạ. Tốt rồi. Vâng. Dạ. Rồi, xong rồi xong biếu cô 300 đi ạ. Đây thôi biếu cô tí đây ạ. Dạ. Cô cảm ơn giúp cô một chút xíu qua mùa dịch nhá. Dạ. Vâng. Cô tí để giúp cho gia đình nhá. Đây, ông trùng giúp cô này. Vâng. Đấy, và ông trùng giúp cô 200. Vâng. Dạ. Thôi vậy thôi gia đình cô chú ráng vậy cô ra. Thế này mốt có gì thì cháu quay lại nhá. Vâng, hãy chúc chào gia đình cô. Vâng. Đêm mà nước nó ngập nó tràn trong nhà đêm tự tát đấy.
Ồ, vậy đó. Vâng, nhà cửa đây này không có tiền đâu, bó lên. Cái này đường nước nó xuôi xuống mà. Vâng. Cái đường này đi ra nấu nhà chúng chắc quá. Vâng, vâng, đúng rồi đó. Che dưới. Ờ, che cái đường dưới nhá. Ờ, che cái đường dưới nhá. Mà đến sau chắc ăn đi đường dưới đi. Vâng. Thôi cứ cố gắng lên là xe tiếp. Vâng, vâng, em chào ạ. Vâng, em chào chứ. Đây, vậy là tụi con vừa hoàn thành xong chuyến hành trình nhờ hai ông nắng nồi này, chẳng áo khoác này, rất tụi con đi từng nhà cũng vất vả này. Vậy con cũng cảm ơn hai ông đã hướng dẫn cho tụi con mang đến được những người nghèo chứ. Dạ. Rồi, thôi chúng tôi cũng xin đại diện thay cho bà con trong lối xóm đây. Vâng. Thì tất cả bà con chúng tôi thì trong mùa dịch này đều khó khăn chung cả. Và riêng có những gia đình thực sự là khó khăn. Thì hôm nay đã được quý vị Mạnh Thường Quân đã gửi đến cho những gia đình khó khăn một ít phần quà. Và chúng tôi thay mặt đại diện các gia đình mình cảm ơn tất cả các vị Mạnh Thường Quân đã có lòng giúp đỡ các gia đình chúng tôi. Và chúng tôi cũng không biết nói gì, thì cũng xin Chúa cầu chúc cho các quý vị. Xin Chúa ban ơn xuống cho quý vị trả công thật nhiều xuống trên quý vị và gia đình. Và xin Chúa ban cho quý vị và gia đình được tràn đầy hồng ân của Chúa, sức mạnh khỏe làm công việc làm ăn được thật tốt để còn có hướng giúp đỡ tất cả mọi người chúng tôi trong những lúc khó khăn dịch bệnh này. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị mọi người. Vâng, con cảm ơn ông ạ. Vâng, dạ, con chào quý ông nhá. Vâng, dạ, vâng, dạ.